Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tô màu bức tranh một chú chim đang bay về tổ. Tổ thì đang có hai quả trứng. Hãy cùng bắt tay vào tô với mình nhé.
biết ý kiến của các bạn về bức tranh này nha. Video của mình xin được kết thúc ở đây. Đừng quên nhấn like và follow kênh ủng hộ cho mình nữa nha. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn.